À, chờ mình đó rồi, lâu ngày quá không gặp. Chúc toàn thể của anh em nguyên nhân sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Bây giờ mình bận quá, hàng hóa nhiều, mình miệng quá không lên phát trực tiếp và nói chuyện với anh em được. À, rất là xin lỗi anh em nhé, tại vì có rất nhiều anh em nhắn tin với mình bọn mình lên nhưng mình không lên được. À, xin lỗi anh em rất là nhiều. À, hôm nay thì cũng tranh thủ lên được tầm 20 phút gì đấy để hỏi thăm sức khỏe anh em chút xíu. À, là nhìn cuộc sống nhật nguyễn có thể là do màng mình nó đang bị lạc anh em ạ, màng hơi kém chút xíu, anh em thông cảm nhé. Chào anh em nha. À, tình hình dịch bệnh ở khu vực anh em đang sinh sống nó như thế nào rồi, và chim cò anh em hiện tại ra sao? Chào anh em nha, chào rất đông anh em luôn. Chào toàn thể anh em nha. Tình hình trong Đồng Nai thì dịch cũng đang là rất là phức tạp anh em ạ. Ở Đồng Nai, Bình Dương, cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Rất là phức tạp, và mình thì cũng đang ở trong cái khu vực gọi là khu vực đỏ, nhưng mà bây giờ nó đã qua được màu cam rồi, nó đỡ hơn màu đỏ một chút xíu thôi nhé. Gần khu nhà Hiệp thì rất nhiều ca dương tính, rất nhiều ca dương tính, nên là khu vực mình là trước là khu vực đỏ nhưng bây giờ nó qua được màu cam rồi, thì hy vọng nhiều ngày tới nó sẽ qua màu vàng và sau này nó sẽ qua màu xanh để anh em có thể đi lại các buổi thi. À, thi chim và cuộc sống của bà con cũng như là anh em mình trở lại bình thường nha anh em. À, chim thanh long bằng cám dưỡng này, sông long có thể lên bằng lên cám niu hoặc cám đấu nha anh em. À, cảm ơn nước lọc nha. Trùm lòng là trùm kín luôn nha, chim trùm lòng là trùm luôn chứ đừng có chim mà thứ nhất là những cái con bị căng hoặc là căng chim ấy, và anh em mở áo chữ A nó rất dễ bị ngoái nhé, nên là mình một là mở ra, hai là trùng luôn. Ho mãn tính thì hiện tại chưa có thì được đâu bạn nhé, nó chỉ bớt hạn chế, nó cầm chừng lại thôi. Có rất nhiều anh em mà chim thanh long xong nhưng mà anh em vô tình làm cho chim bị rớt lông. Có nghĩa là có chim anh em đã hoàn thiện lông rồi, có nhiều anh em bị rớt lông, có nhiều anh em bị mèo bị chuột, những cái kho là có, hoặc là có những cái nguyên nhân khác mà làm con chim anh em bị rớt lông lại, thì cái chế độ nuôi bây giờ nó sẽ đơn giản hơn. Anh em chỉ cần dưỡng con chim để cho nó ra lông đủ thôi, chứ không cần phải trùng lồng như mọi khi nữa, mà anh em chỉ cần treo trong nhà mở lồng được, miễn sao đừng có cho đấu, để con chim mình nó dưỡng để nó ra cái lông đạt, và những cái lông đó anh em cần bổ sung thật nhiều dinh dưỡng để nó ra nó hiệu quả hơn nhé. Nết con chim là nó muốn nó như vậy rồi, nó khó thay đổi nết con chim lắm anh em. Thay lông cho cổ thẳng là cầu gốc thì nết nó đều là vậy thôi, khi nó xong lông mà nết nó đều vậy nhá. Nhưng mà mình khuyên anh em thay lông nên thay trong cổ thẳng, tại vì thay lông ở cầu gốc con chim nó sẽ thường đầu ở cái gốc đó, và khi nó đầu nó quay mặt ra ngoài thì cái đuôi nó sẽ vào quẹt vào bên trong cái thành lồng, làm cho lông con chim nó bị tưa lông nhá. Và anh em lưu ý giúp mình, khi mà con chim thay lông phải tắm, con chim mà thay lông mà không tắm lông nó rất là khô và rất là tưa lông, nó không bao giờ nó đẹp được, nên là thay lông cho dù con chim nó không có tắm thì anh em mua cái bình ấy, anh em về anh em đứng ra anh em phun nước lên cho nó ướt đẫm chim luôn là nó tự tắm nhé. Chim thay lông là phải tắm, và chim thay lông anh em lưu ý giúp mình là đừng có phơi nắng nha, phơi nắng nó sẽ khô các cái chất nhờn mà làm mướt đẹp lông ấy, anh em phơi nó sẽ khô đó đi, và sau này chim của anh em ra lông rất là khô. Còn như tại sao anh em thấy mình chăm bộ lông ra rất là đẹp, anh em ai nếu mà mình đưa con chim nào lên anh em phải khen đẹp, tại vì sao? Tại vì mình chăm rất là bài bản, mà bài bản của mình thì mình cũng chia sẻ cho anh em rồi. Chăm lông thì anh em lưu ý giúp mình, anh em làm dùng hoa quả mùi tươi nhiều quá con chim nó không ăn cám thì nít nó sẽ không đỏ, còn con chim nó ăn nhiều cám
Vì sao mà đích nó là đó? Tại vì trong kém nó có cái thành phần tạo sắc tố long. Tạo sắc tố long thứ hai nữa, nó có chất xơ, nó có tinh bột, nó có khoáng vitamin canxi, mà những cái thứ đó và cái chất đàm, mà những thứ đó trong hoa quả không có nha, những thứ đó hoa quả không có. Nhưng bù lại trong hoa quả nó lại có những cái vitamin tươi sống ngon, vitamin C, vitamin rất là nhiều vitamin trong hoa quả. Thì vì khi mà con chim anh em thay lông, anh em bỏ rất là nhiều hoa quả vào trong đó, anh em bỏ cầu cào, hoa quả trứng kiến hay là bỏ rất tùm lum hết trong đó mùi tươi, anh em nghĩ sao? Anh em nghĩ là như vậy là rất là nhiều dinh dưỡng, và con chim thay lông ăn nhiều dinh dưỡng vậy là lông chim anh em khỏe đẹp như ngoài thiên nhiên. Nhưng mà thực chất anh em cho ăn rất là nhiều mùi tươi nhưng mà đích không đỏ như ngoài thiên nhiên được. Tại vì cái những cái mùi tươi hoa quả đó anh em cho ăn là những cái đó con chim bắt buộc nó phải ăn, không ăn thì đói nó sẽ chết, nó bắt buộc nó ăn. Còn ngoài thiên nhiên nó ăn hoa quả nhưng mà nó biết cái hoa quả nào là tốt, cái hoa quả nào là không. Còn khi mà vào trong lồng anh em cho ăn hoa kẹo là nào, ăn hoa quả loại nào thì nó sẽ ăn hoa quả loại đó, chứ nó không có sự lựa chọn. Thứ hai nữa là khi con chim ngoài thiên nhiên nó thay lông ấy là nó biết cái giai đoạn nào nó ăn cái gì, cái giai đoạn hay là nó cần ăn những cái gì để đảm bảo cho sức khỏe, đảm bảo cho cái bộ lông của nó, thì con chim nó thay lông rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà mình nuôi là nó khác, mình nuôi là khác nha. Nên khi anh em bỏ rất nhiều mùi tươi hoa quả trong đó, anh em thay bộ lông ra không đẹp, không đạt, mà mình không cần nhiều là mình đạt, là tại vì mình là cái người mình sản xuất cá, mình đã nghiên cứu rất là kỹ trước khi mình đưa ra cái phương pháp chăm và cái dinh dưỡng. Mình biết được là con chim khi thay lông nó cần những cái gì ở giai đoạn nào, thì đó là mình chia sẻ cho anh em. Thì anh em làm theo là hình như 10 người hay là sao, bất cứ ai cũng thay lông rất là đạt. Anh em có thể vào cái hồi anh em sử dụng cá nghiệp Đồng Nai, Bắc Trung Nam gì đó, anh em có thể tham khảo những anh em mà mình chia sẻ trên đấy, 5-6 ngàn anh em trên đấy ai thay lông cũng đạt, và vì cái phương pháp thay lông của mình nó hiệu quả. Là mình xin chia sẻ cho anh em lại một chút xíu này thôi, là anh em nào mà chưa có chim chưa thay lông ấy, anh em hoặc là nhà anh em nào có những cái con chim mà anh em đã thay lông rồi mà anh em cảm giác là cái phương pháp thay lông của anh em không có đạt, bây giờ anh em làm theo phương pháp của mình đi nhé. Anh em nếu như anh em nào đang sử dụng cám hiệp Đồng Nai, đây là mình đang nói về cái phương pháp thay lông của mình, thì tất nhiên mình sử dụng cám hiệp Đồng Nai thì mình hướng dẫn anh em là cái phương pháp thay lông bằng cám hiệp Đồng Nai. Còn những hạt cám khác mình cũng xài, thì có thể những cái sản phẩm mà những cái nhà sản xuất á, người ta làm ra khác nhau hoàn toàn, không giống nhau. Nên cái phương pháp thay lông của, để mà đem lại hiệu quả thì mỗi hãng nó có cái người sản xuất ra người ta sẽ hướng dẫn cho anh em riêng. Còn đây là mình đang nói, mình xin anh em 5 phút thôi để mình nói gói gọn 5 phút để anh em chay được cái bộ lông thật đẹp, đặc biệt là những anh em nào đang sử dụng cá mình hôm nay, thì anh em nhớ giúp mình. Con chim thay lông phải tắm, con chim thay lông phải tắm, anh em nhớ cái đó nha. Cái thứ hai nữa, con chim thay lông không có phơi nắng. Cái thứ hai, con chim thay lông không phơi nắng, anh em nhớ hai cái này cho mình. Không phơi nắng nha, không cho đấu nha, không tập lực. Nuôi trong lồng nuôi, không bỏ lông trong lồng lòng gọi thằng Tư với thằng bé, gọi thằng Tư đi, gọi Tư xuống nó xếp hàng cho anh đi. Không có nuôi lim lông trong lồng lực của trong AV, nó không có đạt đâu. Anh em nuôi trong cái lồng nuôi của anh em, và anh em lưu ý giúp mình nhé. Mình đang bị xuất hàng, chuẩn bị xuất hàng này, mình sẽ nói gọi cho anh em rồi. Anh em lưu ý, nếu anh em làm dùng nhiều hoa quả mùi tươi, anh em ăn nhiều quá con chim nó không ăn cám, đít sẽ không đỏ. Anh em đừng có phân biệt được là tại sao ngoài thiên nhiên nó không ăn cám mà đít nó lại đỏ. Tại vì ngoài thiên nhiên nó khác qua trong lòng. Ngoài thiên nhiên con chim nó tự do đi ăn đi uống, nó ăn thoải mái, nó ăn được. Con chim nó biết nói với nhau, nhưng mà con người và con chim không biết nói với nhau thì anh em sẽ không hiểu được. Thì khi mà con chim thay lông, anh em sử dụng phương pháp là cám dưỡng hoặc là cám nưu để anh em chăm lông. Chăm lông thì anh em lưu ý giúp mình, con chim anh em chăm thì nhớ chăm lông anh em. Lưu ý cái này rất là quan trọng luôn, con chim thay lông anh em nhớ không có phơi nắng và không có bỏ trong lồng lực đồ mà không cho đấu nhé. Thứ hai nữa là con chim thay lông phải tắm. Cái quan trọng nữa là cái dinh dưỡng. Khi anh em thay lông, anh em không nên làm dùng nhiều mùa hoa quả mùa tươi quá. Anh em phải biết là giai đoạn nào nó cần và giai đoạn nào nó không. Thì anh em chia ra cho mình, khi con chim rớt lông anh em không cần dùng tới mùa tươi luôn. Anh em chỉ cần một miếng hoa quả nhỏ như cái này thôi. Đây, có là cái phương pháp làm sao để con chim ăn được cám. Thì có thể là 2 ngày anh em ra một lần một miếng hoa quả, thì ngày thứ hai hoa quả hư nó sẽ không ăn, nó sẽ ăn cám. Đó là một phương pháp. Hoặc anh em nào có thời gian, anh em sáng anh em bỏ vào một cái miếng hoa quả,
đấy, đến khoảng đầu giờ chiều anh em vứt mấy hoa quả đi cho nó ăn cám đó, thì con chim nó sẽ cân đối được cái lượng cám nó ăn vào và cái lượng hoa quả. Khi lượng cám ăn vào nhiều mà dằm thêm được hoa quả thì lông sẽ đỏ sẽ đẹp. Vậy thì khi mà con chim nó đã qua cái giai đoạn mà rớt lông là anh em chuyển qua cái giai đoạn là ra lông, đúng không? Thì bây giờ nó rớt thì nó phải ra, nó rớt lông ra, khi mà anh em thấy đuôi nó tầng 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 như này, đây nó tầng như này đấy, anh em cảm giác nó tầng 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 như này, thì anh em cho ăn nhiều đồ tươi vào, có thể là gọi là cọc cà cọc chế gì cho ăn thoải mái của em, chim anh em sức được nào cho ăn đó. Tại sao nó cần những cái lượng dinh dưỡng thật nhiều à, để làm gì, để nó giúp của chim anh em ra một lông thật khỏe thật đẹp đó, thì chắc chắn chim anh em thay lông đích sẽ đỏ nhé. Không nhất thiết em phải cho ăn bình bát cái gì cả, mình không cần bình bát thay lông đít và đỏ nhé, chỉ cần anh em biết cái thể vậy. Còn hoa quả mình thay lông thì mình dùng chuối nè, múc khía nè, dưa leo nè, cà chua nè, thăng long nè, nói chung là có cái gì mình cho ăn cái đó. Như dịch là rất là khó khăn, có cái gì mình cho ăn cái đó, không không nhất thiết là phải cầu kỳ trong cái quá trình cho ăn. Nhưng mà con chim thay lông anh em nhớ cho mình một câu là phải tắm nha, con chim thay lông phải tắm thì lông mới đẹp, nó mới mướt được. Cái phương pháp thay lông của mình rất là đơn giản thôi. Khi mà con chim nó rớt lông á, là 2 ngày anh em tắm một lần thôi, không đấu không phơi gì hết. Còn khi mà con chim nó ra đuôi tầng gần xong lông á, anh em có thể tăng cái chế độ tắm lên, tắm hàng ngày. Và anh em nhớ khi mà chim ra đuôi tầng, anh em không bỏ đi cái thói quen là cầm con chim ra phơi nắng để cho nó ấm chim rồi nó khỏe lông này, sai hoàn toàn luôn. Con chim mà khi mà mình nuôi ở nhà nó khác với con chim ngoài thiên nhiên. Con chim ngoài thiên nhiên á, nó có thể bay, nó biết là nó đầu ở đâu để nó nấp nắng hay là sao đó, hay là nó ăn nó uống, nói chung là ngoài 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 thiên nhiên đó là cái bản năng sinh tồn của con chim nó đã có rồi, nó tự biết được. Còn ở khi mà ở trong nhà mình ấy, thì là không, mình nuôi là nó không không cơ hội để mà nó phát huy cái bản năng của nó được, nó phải làm theo cái hướng dẫn của con người mình, nó làm theo cái sự sắp xếp chỉ định của con người mình. Nên là anh em lưu ý giúp mình những cái chia sẻ đó thôi, thì anh em sẽ thay được cái bộ lông rất là đẹp. Con chim chỉ cần ăn được nhiều cám, dằm thêm được hoa quả đấy, lượng cám ăn vào bằng hoa quả chắc chắn lông sẽ đẹp, không chạy đâu được hết, không cần mùi tươi lông vẫn đẹp đó. Đó là cái phương pháp mà mình là thay lông. Thì như con chim nào mà mình đăng lên thì anh em đều phải gọi là đẹp chứ không thể gọi là bình thường. Cái đây là mình nói sự thật và mình chia sẻ với anh em về cách chăm lông như vậy rất là hiệu quả luôn đó. Còn nhiều anh em cho ăn cám hiệp mà em bỏ mùi tươi này, cả hoa quả bao nhiêu loài trong đấy mà ăn như ngoài thiên nhiên những đỏ tai, vì nó không có cái ăn cám thì nó sẽ còn đỏ đâu. Chim lên lửa căng quá mà không dợt dài được rất dễ bị cắn pha lông. Tại vì sao? Con chim nó cuồng, nó bức, thứ hai nó bị stress con chim. Thì anh em khi mà con chim mà thay lông xong rồi, anh em không có thể đi giảng, không đi thi được, thì anh em đừng nên trùm áo nó, anh em đừng nên trùm áo nó là thứ nhất. Thứ hai nữa, anh em tắm hàng ngày. Thứ ba là hạn chế mùi tươi lại. Thứ tư nữa là thả trong lồng lực. Thì những cái đó nó sẽ giúp con chim anh em luôn ở cái mức trung bình chứ không quá căng, hoặc là chim anh em sẽ không bị phá hình nha anh em. Chim thay lông thì anh em không nên cho đấu nhé, không nên cho đấu. Những cái người mà quay clip con chim lên và người ta cho chim đăng đuôi tầng 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 này, người ta đấu chẳng qua người ta thể hiện thôi, người ta thể hiện thôi, thì người ta cho đấu, ý là người ta bảo là phương pháp đó là nó sẽ cho đấu nhưng không sao không sao. Thực chất anh em cái hiệu quả cái tác hại của nó rất là cao luôn. Anh em cho đấu là sẽ thứ nhất là con chim nó lên lửa thì nó sẽ không rớt những cái lông sót trên cơ thể của nó. Thứ hai là nó sẽ bị dễ bị xìn lông, mà sau này chim mua lông anh em rất là yếu. Tại vì khi mà con chim chưa hoàn thiện lông ấy thì cái lông ống của nó rất là yếu. Anh em cho đấu thì nó sẽ tác động, nó bay, nó tác động lên cái phần gốc của lông, thì sau này con chim anh em sẽ bị dễ gãy rĩa. Đó, cái đó là cái kinh nghiệm rất là quý luôn, thật sự rất là quý luôn cái kinh nghiệm đó. Khi mà con chim thay lông xong á, con chim lông còn yếu anh em cho bay lực dễ, rất dễ bị rớt lông nhá. Chim chưa hoàn thiện lông cho bay lực rất dễ rớt lông lại, và con chim mà lông chưa xong anh em cho đấu rất sau này rất dễ gãy rịa lông đó. Đó, cái nguyên nhân tại vì sao anh em thay bộ lông rất là đẹp nhưng mà anh em cho đấu sớm, sau này con chim anh em sẽ bị gãy rịa. Con chim anh em thay bộ lông rất đẹp nhưng mà chưa xong lông, anh em đưa ra phơi nắng nhiều, cho bay lực liền, con chim sau này rất là bị gãy rịa và
những cái con chim đó thường thường rất là khó bỏ lựa và lựa hay bị sập sình nha anh em. Thả trong Navi mà thay nha, dương 4 này. Những con chim nào mà thay lông mà nó mà dạng như mà nó cuồng nó cắn nó phá lông thì những con đó anh em không nên nuôi lông trong lòng, anh em thả vào trong AV cho nó thay lông, nhưng hòa tiền của lông anh em bắt ra chắc chắn là lông thay trong AV nó sẽ không đạt rồi, nhưng mà đó là phương pháp cuối cùng để cứu bộ lông của nó nha. Sản phẩm mới thì đang trong cái quá trình thiết kế bao bì em ạ, chưa có và bán ra nhé. Chào rất là đông anh em luôn nha. Hạt dinh dưỡng còn lâu em ơi, đợi bao bì xong đã. Đừng có phơi nắng, chăm bình thường nhé. Mấy con chim đứt lông dầm thì anh em cứ chăm bình thường thôi là nó sẽ ok. Anh em qua kênh TikTok Hiệp Đồng Nai sẽ có những cái clip trả lời những cái câu hỏi mà rất nhiều anh em hỏi này luôn, thì có cái từng cái video mình trả lời, ví dụ là vào lựa như thế nào thì mình có cái video tầm 3 clip tầm 3 phút và mình hướng dẫn em vào lựa chăm lông như nào, mình có clip tầm 3 phút ở đó nó có từng chi tiết và mình sẽ trả lời những câu hỏi của anh em bằng clip được, nó rất là dễ. Cầu thuốc là gì? Chưa có một khoa học hay cái gì mà chứng minh được là đầu lên cho cái cầu đó là hết đau chân nha, nhưng mà theo theo cái suy nghĩ của mình đây, cầu thuốc là gì? Không có một cái cầu nào mà con chim nó đầu lên trên đó mà nó hết đau chân cả nha anh em. Cái đó cái cầu đó nó không phải là cầu thuốc nữa mà gọi là cầu tiên, cầu Phật, cầu tiên không bao giờ có. Mà cái cầu thuốc chẳng qua người ta gọi cái tên này thôi, và cầu thuốc cái cầu cái người mua bị thuốc gọi là cầu thuốc, cái người mua bị thuốc gọi là cầu thuốc, rồi chẳng có cái cầu nào mà nó đầu lên trên đó mà để nó hết đau chân cả. Muốn hết đau chân thì anh em phải biết là nó bị viêm khớp thì anh em bổ sung cái gì đó cho nó hết viêm khớp, nó bị ké thì anh em phải xử lý ké, chứ không phải là cái cầu mà đầu cái chân con chim nó đầu lên này mà nó khỏi được thì cái cầu đó không thể gọi là cầu thuốc mà gọi là cầu tiên. Cái người bán cái cầu thuốc, cái người mua cầu gọi là cầu thuốc. Theo mình nghĩ nó vậy, là còn cái cầu đó có thể là cái cầu con chim nó to quá thì nó sẽ bị đơ ngón chân, sau này khi mà anh em cho đầu cái cầu nhỏ nó sẽ đầu không được, nó sẽ như vậy luôn. Tại vì cái quá trình anh em cho đầu này anh em nè, như là nó đầu như này đúng không, nó đầu như này, cái cầu to quá thì nó đầu như này, thì cái lâu ngày thì cái chân nó thì nó bóp tới ngang đây thôi, nó quen rồi thì tới ngang đây thôi. Đến khi anh em cho qua đầu cái cầu nhỏ hơn, đây cái cầu nhỏ hơn thì cái chân nó cứ tới ngang đây thôi, lâu ngày riết là nó sẽ bị đơ chân. Là tại vì sao? Tại vì anh em sử dụng cái cầu nó không hợp lý nên con chim anh em sau này sẽ bị đơ chân. Và nhớ anh em hỏi là khi mà lột bốt cắt móng cho chim thì thời gian nào là hợp lý nhất, thì theo mình trước khi chim thay lông anh em có thể cắt móng được lột bốt gì đó. Nếu như bốt chim quá dày thì anh em nên thì anh em mới ảnh hưởng tới cái sự di chuyển hoạt động của con chim thì anh em mới lột, còn nó không ảnh hưởng anh em cứ để yên đi không cần phải lột. Và khi mà móng dài quá nó nhảy nó vấp nó vướng thì anh em mới cắt, còn không anh em không cần cắt. Và anh em lưu ý khi mà cắt móng hoặc là lột bố con chim, anh em dùng cái màn móc muỗi của mình đấy, anh em căng cái màn lên, anh em căng cái màn lên và cả người cả chim cả lồng vào trong đó, anh em kéo cửa lồng ra cho con chim nó bay ra trên trong cái màn đó. Thì khi mà cái con chim nó bay vào nó đầu vào cái màn đấy thì chân con chim nó sẽ mắc đó, và anh em tới anh em cầm con chim nó không bị rơi rớt một cái lồng nào. Còn anh em để con chim trong lồng mà anh em thò tay vào anh em bắt thì nó sẽ rùng lồng hết, nó bay nó hoảng nó rùng lông hết, rất là nguy hiểm. Nên anh em thả vào trong cái màn, anh em bắt thì anh em cắt móng. Anh em cắt móng thì ví dụ như anh em nào cắt móng mà có lợn bị chảy máu đi nhá, cắt sâu qua xâm xâm phàm trong ấy mà chảy máu thì không sao cả nhá. Ví dụ đau thì con chim nó sẽ đứng một chân nó co lên, không sao cả, cái đó tầm khoảng 2 ngày 3 ngày sau là nó sẽ khỏi thôi.
nó không ảnh hưởng một cái gì cả, cho dù anh em cắt chảy máu không sao cả. Nên anh em đừng có lỡ mà cắt mà bị chảy máu ở cái móng trên con chim mà hoang mang. Chỉ có anh em lột bốt mà để cho nó chảy máu ở ống chân ấy, thì con chim đó nó rất là lâu khỏi, nó đau nhưng mà nó sẽ khỏi nhá, không cần sử dụng bất cứ một cái loại thuốc nào cho nó cả. Khi mà anh em lột bốt xong thì anh em lấy cái thuốc đỏ ấy nha, anh em mua cái ống cái thuốc đỏ mà mình ví dụ đi tay sát vết thương ấy, anh em mua cái đó về em sát trùng qua cho nó là xong, thả vô lại trong lòng là nó tự tắm thì sau này nó sẽ ok hết, không có một cái vấn đề gì mà phải khó khăn cả. Còn chim mà bị quẹt mọ quẹt cầu nhiều là vì gì? Nhiều anh em hỏi mình là chim bị quẹt mọ quẹt cầu nhiều thì vì sao nó bị như vậy? Em ơi đập con sam giùm anh coi. Chim mà bị quẹt mọ quẹt cầu nhiều là thứ nhất thể trạng của nó yếu. Thể trạng nó yếu là gì? Thể trạng nó yếu là cơ thể nó mệt, cơ thể của nó yếu, không có cái sức lực. Thứ hai nữa là con chim bị sổ mũi, thường sổ mũi mũi. Thứ ba nữa là con chim bị ho mãn tính. Thì những con chim ho mãn tính thường hay quẹt mọ quẹt cầu. Anh em phải biết phân biệt là con chim mà khi mà nó ăn ấy, nó ăn vào cái thức ăn hoặc hoa quả thì ăn xong nó quẹt mọ là bình thường. Còn con chim mà treo ra nó không ăn gì hết nhưng mà nhảy qua cầu này nó quẹt quẹt nè, nó nhảy qua nó quẹt quẹt lên cầu cái, nó nhảy về bên này nó quẹt quẹt cái, nhảy qua nó quẹt quẹt cái. Thì những cái con chim đó là những cái con chim bị cơ thể trạng yếu và sổ mũi hoặc là ho mãn tính. Những con chim đó là cái lực nó sẽ không tốt, không đảm bảo, nó không được như những cái con chim ấy, mặc dù là nó lấy dại nhưng mà cái sức của nó không có đạt. Thì anh em trị cái đó thì rất là đơn giản, mà mình là trị như là 100% con nào trị cũng khỏi nhá. Ho mãn tính thì không khỏi, mình thì không khỏi, nhưng mà quẹt mọc quẹt cầu thì rất là đơn giản đối với mình luôn. Anh em chỉ cần sử dụng hai loại thuốc cho mình thôi. Một, Coratuc anh em pha vào trong nước anh em cho uống. Thứ hai nữa, Tiffy anh em dầm vào quả chuối cho ăn. Quả chuối thì anh em cắt. Em ơi, cho anh một quả chuối với cái dao ấy, anh hướng dẫn cho anh em cắt quả chuối để dầm thuốc luôn cho nó, anh em làm cho nó dễ. Anh em chỉ cần làm như vậy cho ăn tầm 15-20 hôm liền đi nhá. Anh em hạn chế tắm, hạn chế phơi nắng là con chim nó khỏi. Hạn chế chứ không phải là không nhé, hạn chế chứ không phải là không. Có nghĩa là hạn chế tắm là sao? Ví dụ như thường thường là nhiều anh em là có thể 2 ngày tắm một lần, thì bây giờ mình dời ra 3 ngày mình tắm một lần, đó là gọi là hạn chế. Chứ không phải nghe bảo hạn chế tắm là anh em không tắm cho nó là không được đâu. Nên là mình đây là mình chia sẻ cho anh em. Coratuc anh em có thể mua Coratuc anh em dầm trong anh em pha nước nha. Một anh pha tỷ lệ là 50-50, có nghĩa là nước 50 nước thì 50 thuốc. Là một ví dụ một gói đó anh em đổ ra cái thìa ấy, em đổ một gói hai gói gì vào cái thìa đúng không? Anh bỏ vào cái thìa như này, anh em bỏ vào cống, rồi anh em múc một thìa nước đó, anh em bỏ vào cống, anh em quay đều lên chậu uống nha. Coratuc thì anh em nên thay nước hàng ngày. Còn lại cái Tiffy thì anh em dầm vào cái chuối này. Anh em nhìn quả chuối là mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái có nhiều anh em nhá. Đây mình là quả chuối, đúng không? Quả chuối anh em để cả vỏ này, anh em cắt này. Thấy không? Anh em cắt quả chuối ra như này. Thì nhiều anh em là bạo dầm bôi lên chuối nhá. Có nhiều anh em á, đây mình có hai phần nên mình sẽ hướng dẫn. Có nhiều anh em bảo là bây giờ em bóc cái này nè. Em bóc như này, đúng không? Rồi em bôi lên trên này. Có được không? Hiệu quả không? Nó không có hiệu quả đâu. Nó cái tỷ lệ thuốc nó thấm lên rất là ít. Nên là anh em đừng làm như vậy, mà anh em để nguyên này ha. Anh em cắt quả chuối qua ra, anh em để nguyên vỏ như này. Đấy. Đây này. Anh em cắt quả chuối ra để nguyên vỏ như này cho mình. Mục đích để làm gì? Bắt đầu lấy cái đầu dao nha. Lấy cái dao Thái Lan này, đầu dao này. Dầm. Thấy không? Anh em khứa từng mấy đấy, dầm cho này nè. Đây anh em thấy nè, thấy không? Đấy anh em thấy không? Đấy. Đó, anh em dầm như này. Dầm như này để làm gì? Anh em dầm như này xong anh em đổ cái Tiffy lên như này nha. Đổ Tiffy lên trên này thì thuốc nó sẽ vào những cái kẽ này nè. Đấy, vào những cái kẽ đó những cái này. Thì anh em đổ vào. Xong rồi anh em đổ thuốc lên, anh em đánh một dao, em dầm là thế. Cái lượng thuốc nó ngấm vào trong quả chuối này là nhiều. Và thứ hai là cái vỏ chuối này nè.
nó còn nguyên thì nó sẽ giữ cái thuốc nó nằm nằm trong cái chuỗi này luôn, nó không đổ ra ngoài đó. Thì con chim anh em nó sẽ ăn được cái lượng thuốc nhiều vào thì nó sẽ khỏi nha. Đây là đơn giản, kể cả chữa ho luôn cũng mình cũng sử dụng cái phương pháp này luôn, chữa ho cấp tính và ho trúng gió nữa mình cũng dùng phương pháp này luôn, nó rất là hay. Nhiều anh em bảo là cái tiết phi nó không ấy, nhưng mà đối với mình thì đó là rất là hay luôn, thực sự luôn, nó rất là hay được cái phương pháp này. Chim thai lông tầm 6-70% là cho ăn cầu cào thoải mái và phụ phê nha, cho ăn thoải mái luôn nha. Chim chưa xong lông thì không nên thả lực, cho dù là 99% nữa cũng không nên thả lực, không nên đem ra mà siết nắng con chim đâu nha anh em. Hiện tại thì đang dịch nên không có chia sẻ chim cò gì được đâu anh em ơi. Chim ra đuôi tầng cho ăn cào cào thoải mái nhé. Thì đó là mình chia sẻ cho anh em cái hình thức và chữa con chim quẹt mỏ quẹt cầu, nó rất là hay nhé. Phơi nắng xong thì để chim vào lồng cho nó vào nhà cho nó nguội cái lồng đi, lúc đó anh em trùm nó lồng lại. Hoặc nhà mà anh em nhà mà có không gian rộng thoải mái, không cần trùm nó lồng cũng được, anh em mở lồng ra, miễn sao chim nó đừng nhìn thấy nhau là được nha. Còn kết vào lửa cho chim, mình hướng dẫn cho anh em kết vào lửa cho chim mà rất là đơn giản luôn. Kết vào lửa cho chim thì anh em lưu ý cho mình, chim đã hoàn tiền lông 100%, lúc đó anh em cho ra lồng, lồng lực, cho bay tầm 15-20 ngày, bay ngày nào cũng bay hết, bỏ vào cho nó bay tầm 2-3 tiếng cho nó, ngày nào cũng bay nhé, 2-3 tiếng thôi, không cần bay nhiều, 2-3 tiếng. Anh em bắt ra cho vào lòng nghỉ cứ ngày nào vậy 15-20 ngày đầu, thì lúc mục đích là gì, mục đích để con chim anh em nó bay nó vần đồng lại, tại vì khi mà mình thay lông ấy, mình bỏ nó trong lòng, mình trùng nó lòng lại, con chim nó đứng một chỗ, đứng một chỗ thì các cái hệ cơ của nó ở lâu ngày quá nó không vận động, thì cái mình cho bay để cho nó vận động lại cái hệ cơ của nó, cái xương cơ khớp, cái hệ cơ bắp của nó. Và khi con chim nó bay thì nó sẽ bị gì, khi con chim nó bay nó sẽ bị mệt, bị giãn cơ nhé, bị mệt, bị giãn cơ, bị giãn xương khớp của nó, thì nó con chim làm con chim anh em á, nó cảm giác là nó bị yếu đi. Khi mà anh em thay lông xong bỏ là bay á, yếu đi thì cái đó là không sao cả. Thì khi mà anh em cho bay, cảm giác mà con chim anh em thấy con chim anh em bay nó nhanh nhẹn, nó qua về nó lại nhanh nhẹn, người con chim lông con chim anh em nó là ốp gòn, lúc đó chia tay không có tập lực nữa. Lúc đó là không tập lực nữa, bắt đầu chế độ vào lựa con chim nha. Lúc đó mình mới bắt đầu cái chế độ vào lựa cho con chim để đi thi. Và khi mà con chim bạn đi thi rồi, anh em lưu ý, khi mà anh em đã vào lựa cho con chim đi thi rồi thì không bao giờ cần tập lực nữa, chỉ tập khi con chim vừa xong lông cho nó bay, cho nó giãn gân, giãn cốt, giãn xương nó, và nó đốt cái năng lượng mỡ thừa. Khi con chim nó ăn dinh dưỡng mà thay lông nhiều vào mà nó đứng một chỗ thì nó sẽ bị mọc ra, anh em cho bay để nó ốm chim lại, nó săn chắc con chim lại. Còn khi mà anh em con chim mà cho bay qua cái giai đoạn bay rồi, anh em bắt ra để nuôi lửa thì anh em lưu ý như sau. Con chó mèo thay lông cần có nắng, không cần phải nắng nhiều, một ngày tầm 1 tiếng, 1 tiếng 2 tiếng là được rồi. Là bây giờ là tùy theo cái vùng miền và cái thời tiết, đúng không? Giống như mà mùa hè đi mà nắng gắt quá, anh em căn cái khoảng cái khung thời gian là từ 7 giờ cho đến 9 giờ 10 giờ gì đó là rất là tốt. Thì anh em rảnh giờ nào anh em phơi giờ đó, không nhất thiết là có phải phơi 10 giờ hay là 9 giờ hay là 8 giờ, nhưng mà rảnh giờ nào phơi giờ đó thôi. Thường thường thì anh em tùy vào cái hoàn cảnh và tùy vào cái khí hậu để anh em phơi nhé. Ví dụ như mà cái vùng anh em ở mà khi nắng nó không có bị gắt, nắng dễ chịu ấy, anh em có thể phơi 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng là cái chuyện bình thường. Còn đối với những anh em mà nắng ở trong miền Nam như vào mùa hè hoặc là ở ngoài miền Trung mà vào mùa hè
Hà Nội hay là ở đâu mình biết, nhưng mà cái mùa hè mà cái nắng mà 37, 38 độ ấy thì anh em tranh thủ phơi nắng sớm sớm tí, cứ một ngày có 1 tiếng nắng hoặc 2 tiếng gì đó là tùy anh em, không 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 có nhất thiết nhưng mà cứ phải có nắng. Và thứ hai nữa là phải có mùi tươi. Mùi tươi thì tùy theo cái điều kiện của anh em, có thể cho ăn dế, ăn cục cào, nhưng tuyệt đối đừng cho ăn sâu nhé, không ăn sâu đâu. Anh em cho ăn sâu long con chim rồi rất dễ khô long, rất nhanh khô long, và mùa sau nó thay long rất là khó, mùa sau nó bị bó long, nó thay long rất là khó. Và thêm thay, và một cái quan trọng nữa là con chim nó sẽ bị dễ cắn phá long lắm, sâu rất là nóng, không cho ăn sâu siết gì cả, cứ không có cào cho ăn dế nhé. Cho ăn thì tầm chục con gì đó, tùy theo con chim nó ăn nhiều ăn ít, cơ địa của chim anh em cho ăn nó tầm 5 hay là 10 con gì đó, tùy cái cơ địa hay là cái điều kiện của anh em, chỉ cần anh em cho ăn đều là được. Thì anh em cho ăn tầm mấy con cầu cào đó, đem ra phơi phơi đúng không, phơi 1 tiếng, cho ăn từng đó con cầu cào, cho ăn cái gì và cho vào cái rò ấy để con cầu cào nó còn sống, hay là ngắt trên bỏ cái hũ này nó sống không, nó hư ấy để nắng là nó hư. Thì khi mà đem ra cho ăn rồi phơi nắng rồi, hoa quả thì mình chủ yếu là mình cho ăn chuối, chuối cà rốt thấp đó, đu đủ thì mình cứ thay nhau vậy, nhưng mà chủ đạo của mình vẫn là chuối, nhưng mình là chủ đạo là chuối. Thì mình cho ăn xong thì đem ra phơi, sáng sáng mình cho ăn trước, mình khi tại vì sau một đêm con chim mà mình ngủ dậy ấy, cái bụng nó không có gì trong ấy, nó cồn cào, nó đói cồn cào, anh em cho ăn trước, lúc đó anh em đem ra phơi thì tầm 1 tiếng rồi anh em đem vào nhà thì mình để cho lồng nguội đi, thì mình kéo lồng lại, mình treo lên cái vị trí mình treo lồng, hoặc là nếu như nhà anh em là không gian rộng thoải mái, anh em có thể mở lồng ra anh em treo đó cho con chim mình nó thoải mái hơn. Chim mà khi quá trình vào lượng con chim, anh em nhớ giúp mình không có cho đấu nhé, không có cho đấu và không có là cho nó nhìn thấy nhau, để làm gì, để khi mà con chim không nhìn thấy nhau nó hót thì con này nó sẽ hót đấu với con kia, và nó sẽ có cái sự sục sào, nó tìm tìm chim thì nó lên lửa. Và khi mà để anh em nhận biết cái dấu hiệu chim nó lên lửa của anh em thì thường thường là lông nó rất là săn chắc, và khi mà treo con chim ra thái độ nó sẽ sục sào. Thứ hai nữa là hồng con chim nó sẽ từ màu, khi mà anh em thay lông xong, anh em để ý thay lông xong hồng con chim nó sẽ màu hồng, màu vàng hồng đỏ, nó cái màu vàng nhưng mà nó ửng đỏ lên, hồng hồng là đỏ vậy á. Nhưng mà khi mà con chim nó là vào lửa rồi á là nó sẽ cái quá trình ăn uống của nó sẽ ít lại hơn so với cái quá trình mà nó chưa có lửa, và cái hồng nó sẽ ngả ra màu vàng, cái hồng của chim nó sẽ ra màu vàng, thì lúc đó là con chim anh em đã vào lửa rồi. Thì mình kiểm tra khâu bước cuối cùng kiểm tra là lông lá tất cả mọi thứ ok hết, lúc đó anh em có thể móc số lên và thi. Đối với những cái con chim mà đã thi rồi thì anh em cần móc số lên đeo lên dàn và lấy giải, không không có một trở ngại gì đối với anh em cả. Còn đối với những cái con chim mà chưa từng thi thì anh em đưa ra dàn, dợt giải, tập cái quá trình. Tại vì con chim không phải là nó là anh em thay lông đẹp ở nhà lựa cụi tốt mà anh em đưa ra dàn nó đấu. Con chim mà chưa chưa bao giờ đấu dàn ấy thì nó đưa ra nó sẽ ngộp dàn, nó chưa dám đấu đâu, ở nhà mặc dù lựa rất tốt, hồng rất vàng, treo ra là trẻ mầm nhưng chưa chắc đưa ra dàn nó được chơi. Nên anh em có mà cần có cái sự kiên nhẫn, chịu khó đem ra tập dàn, lần này không chơi thì lần sau không chơi, lần sau nữa từ từ nó sẽ chơi, và sau này anh em sẽ tạo cho nó một cái thói quen là đi ra dàn nó đấu, nó là không sợ chim nữa, đưa ra nó là chơi bình thường. Và tắm, chế độ tắm thì rất là đơn giản thôi, 2 ngày tắm 1 lần, ví dụ như một tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì anh em cứ căn làm sao, ví dụ chủ nhật đi thi thì thứ bảy tắm, thì anh em là tắm vào thứ hai đúng không, thứ hai thứ tư thứ năm thứ bảy đó. Là anh em thứ bảy tắm, thì chủ nhật thi là thứ bảy tắm, chủ nhật thi thì thứ bảy tắm. Còn chế độ ăn uống bình thường, bình thường tất cả là bình thường, nên là đến ngày thi cũng cứ thế bình thường, hoặc là trước cái ngày thi á, anh em có thể tăng lượng cào lên cho con chim anh em nó khỏe hơn và lựa tốt hơn, và cái chiều sâu của chim cao hơn thì anh em có thể tăng cào lên, tùy tùy cái cách chơi cái chăm của mọi người. Còn mình thì cứ đều đặn như vậy, khi mà anh em chăm đều như vậy thì lựa con chim nó lúc nào nó cũng tư thế sẵn sàng chiến đấu, có nghĩa là lúc nào nó cũng căng lửa hết, nó không cần có phải là lên cám đấu hay là xuống lên xuống gì cả, cứ đều như vậy là con chim anh em sẽ ổn định lựa và ổn định thể lực con chim. Mà anh em nhớ khi con chim mình đã vô lựa để đi thi rồi thì anh em không có tập lực nữa, không tập lực, tại vì tập lực
Thì khi con chim nó đã thi đấu mệt rồi, anh em về cho bay xuống đó, thầy nó đốt rất nhiều cái năng lượng trong cơ thể của con chim. Mà cái lượng dinh dưỡng anh em cho ăn vào hàng ngày nó ở mức quy định từng này, đúng không? Nếu như con chim anh em nó bay lực nữa là cái từng này dinh dưỡng ăn vào nó không đủ. Nó không đủ thì con chim anh em nó sẽ bị mất lực chứ không phải là tăng lực. Nên là khi mà anh em nuôi chim mà đi thi á, thì đó là cái kinh nghiệm để cho anh em chăm chim thi để anh em chơi. Khi một cái chim đã vô lượt đi thi rồi là không bao giờ có tập lực nữa, mà cái chế độ anh em chăm phải đều tay là được. Như có nhiều anh em chăm bây giờ là cho ăn, hôm nay cho ăn 20 con cào cào luôn, ăn thoải mái luôn, nhưng mà ngày mốt ngày kia không có con nào, hoặc đi công tác này nọ là đi trùng lòng đi miết chim mà không phơi nắng là không có tắm, không có táp, thì cái chế độ chăm mà gọi là thất thường thì con chim anh em cũng sẽ bị thất thường. Còn nên trong đều tay thì con chim anh em nó phải bị nó sẽ ổn định và nó sẽ đều hơn. Chào 500 anh em nhá. Anh em 500 anh em like, một người một like đi nói chuyện tiếp. Nãy giờ nói khô giọng rồi mà không thấy like. Bởi tôi lên đây tôi buồn, tôi cũng muốn like là vậy á. Tôi nói chia sẻ quá trời luôn mà anh em chẳng cái nào nên like vậy, chỉ nghe thôi mà anh em hỏi mà anh em cũng like. Chân con chim thì không thể nhìn chân con chim mà đoán được cái độ già rừng của con chim đâu. Thường thường á, anh em nhìn cái chân nó bị móc bị meo lên á, anh em đoán nó già rừng. Nhưng mà đối với những cái người mà nuôi chim chim bầy có nghĩa là khi một con chim ma trắng mà người ta nuôi bầy ấy, nuôi bầy để khi người ta tách ra người ta bán cho anh em nhìn không thể nào phân biệt, tại vì khi một con chim bề lòng nó sẽ bị móc chân và có nhiều cái loài chân. Có những con mà chân dầu ấy, chân dầu nó sẽ đen và bóng, anh em nuôi cỡ nào thì nào nuôi không bao giờ nó lên bốt, mà chân nó đen bóng bình thường. Còn cái con mà chân sừng ấy thì nó sẽ lên bốt nha. Mà những cái con chim mà khi cái quá trình mình nuôi ấy, mình nuôi không đạt bằng nó ở ngoài rừng ấy thì nó lên bốt nhân, còn mình nuôi mà đạt thì con chim nó chậm lên bốt hơn, nó giống như ngoài thiên nhiên nữa. Càng già thì cái bốt chân nó càng cao, càng móc meo đi chứ không phải là nó lên cái bốt. Nhưng mà về của mình ấy, mình nuôi bị thiếu canxi, mình không bổ sung canxi thì cái bốt chân của chim nó cứ lột nhân, còn ngoài thiên nhiên ấy là nó rất là lâu. Chim lọt dòng mái bình thường nhé. Con chim là tùy theo cái cách nuôi của anh em để rớt lông như nào. Và báo lông rồi, nhưng mà tại sao không rớt lông thì cũng do cái chế độ nuôi của anh em thôi. Hoặc anh em mà sử dụng cám càng nóng, sử dụng sâu kích thích để cho sướng con mắt cho đã cái anh em lúc chơi, thì cái hậu quả của anh em khi thay lông anh em phải gánh chịu, anh em đừng có than vãn với ai cả. Tại vì khi mà anh em kích con chim nóng thì nó sẽ bó sát lông của chim anh em lại. Anh em cho ăn sâu thì nó càng làm nóng con chim, mà càng nóng con chim thì lông nó càng bó. Lửa nó khác với nóng. Lửa là gì? Lửa của con chim có nghĩa là nó làm con chim nó sung căng con chim nhưng mà bền nhá. Còn nóng là nó làm căng con chim nhưng mà không bền, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nên khi anh em chăm mà cảm giác con chim nó không lên, anh em nôn nóng, anh em đẩy cắm kích nè, cho ăn sâu này, thì đến khi thay lông thì anh em phải từ chịu cái những cái hậu quả mình gây ra. Đó là con chim sẽ bị khó xuống lông, khó thay lông. Chim ăn ít cám có nên đổi cám không anh Hiệp? Tùy cái cơ địa của con chim và tùy cái dinh dưỡng trong cám để con chim ăn nhiều cám hay ăn ít cám, đó là cái cơ địa của con chim. Như con người thôi, có nhiều người người ta gầy, người ta rất là gầy nhưng mà ta ăn rất là nhiều ghê, người ta cũng mập. Con người rất là mập mà ăn rất là ít nó cứ mập. Nó tùy cái cơ địa của con chim nhé. Ăn cào cào thoải mái nhé Đức Lê ơi. Chim lọt trong mái là bình thường nhé. Đa số con chim bổi, con chim già rừng thường thường rất hay dễ bị lọt trong mái. Đối với những cái con chim mà cắn phá lông, đối với con chim nhát
thứ nhất là nhát, thứ hai là cắn pha lông. Anh em nên dùng áo lồng tối dày để khi mà anh em trùm lại nó không nhìn thấy bên ngoài thì nó sẽ không bị. Còn khi mà anh em trùm áo lồng lại, mà cái áo lồng, nhất là cái áo lồng màu trắng nhé, là khi mà nó anh em ngoài á, anh em nhìn vào trong anh em cũng thấy. Tại vì á, thường thường á, là ngoài sáng mà nhìn vào trong tối là không thấy, nhưng mà trong tối có thể nhìn xuyên qua ánh sáng, nhìn ra được ánh sáng. Thì khi anh em trùm áo lồng mỏng á, một đặc biệt là màu trắng á, thì con chim rất dễ bị ngoái bên trong, rất dễ bị cắn phá lồng, tại vì nó nhìn ra ngoài được. Mà cái nhìn gọi là nó nhìn không rõ, nó nhìn ra được mà nó không rõ, thì khi đó là nó sẽ ức chế con chim. Nó ức chế con chim thì nó sẽ bay ngoái này, không bay ngoái này nè, hoặc là nó sẽ bị cắn phá tùm lum trong đó. Nên em cái áo lồng rất là quan trọng nữa. Đối với những cái con chim căng nhá, anh em lưu ý, đối với những con chim căng lựa mà anh em không có đi dượt, không đi thi được, thì anh em nên mở áo lồng ra luôn, đừng có trùng áo lồng. Anh em trùng áo lồng rất dễ bị cắn lông, phá lông, tại vì con chim lúc đó nó căng quá, nó bức, nó phá. Ở 500 anh em like chuyên nghiệp gái, anh cảm ơn anh Huda nha. Tất cả chim cuồng hay không cuồng hay gì mình có nói trong cái clip này rồi, anh em về mở ra xem lại nha. Điện thoại mình nó báo hết pin rồi, thôi và vậy đi. Anh em nào rảnh thì anh em có thể ghé qua kênh TikTok Hiệp Đồng Nai, anh em xem những cái clip mình chia sẻ bên đó, cũng rất là hữu ích cho anh em. Còn bây giờ thì mình xuống mình nói chuyện với mẹ mình tí, mẹ mình điện thoại và chắc là hỏi thăm tình hình dịch bệnh như nào ở ngoài quê, điện vào đây thôi. Tối nay cũng là tranh thủ lên nói chuyện với anh em chút xíu cũng rất là vui. Nói chung là không lên thì cũng nhớ anh em lắm, nhưng mà lên thì không có thời gian nhiều, cũng hơi bận. Thứ hai nữa là anh em không like tôi buồn, tôi buồn là tôi không có lên. Nói như thầy Lộc Phù Hồ là tôi chia sẻ free cho các em, cho các em không like cho thầy á. Đó là câu đó của Lộc Phù Hồ nha, tôi mượn câu đó của Lộc Phù Hồ xin gửi đến toàn thể quý anh em nhân. Chúc toàn thể quý anh em ngày nhân luôn luôn sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống cũng như là trong gia đình, nào mà thầy view gia đình anh em mà luôn là bình an trước đại dịch Covid này. Hy vọng là hết dịch này thì anh em chúng ta có thể gặp nhau, và khi mà hết dịch này thì cái máy móc, công nghệ máy móc để phục vụ sản xuất của mình nó nhập về được rồi, thì cái thời gian mình nó sẽ có nhiều hơn, và mình sẽ có một chuyến xuyên Việt và bắt đầu từ Đồng Nai và đi ra tới các tỉnh miền Bắc để gặp gỡ, trao đổi, giao lưu một xíu với các kênh phân phối của Hiệp Đồng Nai cũng như là các anh em người nhân đang sử dụng các cam Hiệp Đồng Nai. Hy vọng là sẽ được gặp những anh em đang ngồi trên đây. Tháng 5 thì còn lâu lắm Quỳnh Châu mình cũng không nói trước được, nhưng mà nếu như tháng 5 là bắt đầu trong miền Nam nó vào mùa Thái Long, và mùa Thái Long thì mình phải sản xuất trái máy, nên là có thể là không, cái tháng 5 thì mình không, từ tháng 5 cho đến tháng 10 là mình rất khó để đi, tại vì thời gian đó là thời gian phải sản xuất liên tục để phục vụ anh em, nhân không thể tính tình trạng anh em đang sử dụng mà đi mua cám không có vì sản xuất không kịp. Thì đó là cái sai lầm lớn nhất của người sản xuất khi để đánh mất khách hàng, khi không có cám nhiều để phục vụ cho anh em, nhân để anh em phải chuyển cám, thì cái đó là cái dở của anh em, nhân nên là mình tập trung vào để khâu sản xuất, tại vì tất cả các khâu sản xuất phải có mình nhé. Tại vì tại anh em hiểu vì sao trong vòng 4 năm mà thương hiệu Hiệp Đồng Nai bây giờ đang top mình, tại vì sao? Tại vì tất cả sản xuất là có tay của mình trong đó, mình cân từng ly từng tí, từng mẻ cám một, từng nguyên liệu một để ra cái hạt cám luôn được ổn định và chất lượng. Thì khi một người dùng, người tốt, người ta sẽ giới thiệu người thứ hai, người thứ hai giới thiệu người thứ ba, và khi anh em đã sử dụng cám tốt rồi thì dễ gì anh em sẽ đổi cám được, đúng không? Và khi anh em đã sử dụng cám hiệu này, cám này ok, thì năm này cũng như năm khác, và cái lượng khách như vậy nó cứ tăng lên thì mới có một cái thương hiệu mạnh như ngày hôm nay. Và để có cái thương hiệu đó thì nhờ anh em đã tin tưởng và ủng hộ và gắn bó với mình, thì mình mới có được cái sự vững chắc trong cái thương hiệu.
Và mình cũng xin cảm ơn toàn thể quý anh em người nhân loa người nhân luôn đồng hành cùng Hiệp hôm nay. Chúc anh em sức khỏe, và bây giờ phải đến lúc chào và hẹn gặp lại anh em trong buổi giao lưu lần sau nha. Xin chào anh em. Hết dịp này mình sẽ có cái chương trình để tặng cho anh em nhiều cái trò chơi thú vị, những cái món quà tên nghĩa, đó là tên nghĩa thôi, để mình dành cho anh em. Thì hy vọng hết dịp này Hiệp nói được sẽ làm được. Chào anh em.